Thưa quý vị, từ hôm nay 15 tháng 8, thông tư 24/2023 của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Theo đó, chủ phương tiện khi bán, cho, tặng, thừa kế ô tô, xe máy sẽ phải giữ lại đăng ký và biển số. Theo đó, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp và quản lý biển số ô tô, xe máy theo mã định danh của chủ xe, còn gọi là biển số định danh. Theo thông tư 24, quy trình cấp biển số định danh vẫn là bấm ngẫu nhiên để ra năm số hoặc qua hình thức đấu giá biển số xe. Nếu như trước đây, chủ phương tiện bán ô tô, xe máy sẽ bán xe cùng biển số, nhưng từ hôm nay, chủ phương tiện phải giữ lại biển số và đăng ký để nộp cho cơ quan công an. Trường hợp chủ phương tiện mua xe mới sẽ đề nghị công an cấp lại biển số cũ và làm đăng ký xe mới. Trong trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu, biển số xe đó sẽ được cơ quan đăng ký thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình. Biển số được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm kể từ ngày thu hồi đăng ký biển số. Quá thời hạn trên, cơ quan đăng ký sẽ thu hồi và đưa vào kho số để thực hiện đăng ký cho xe khác. Mỗi biển số được gắn với một xe nên cá nhân có nhiều xe sẽ được cấp nhiều biển số khác nhau. Tất cả các biển đều được gắn với định danh của chủ xe đó. Khi biển số đã được định danh, chủ xe mà chuyển trụ sở, nơi cư trú từ tỉnh thành này sang địa phương khác thì họ vẫn được giữ lại biển số định danh theo quy định và không phải đổi biển số.